Hai nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của đấng tối cao. Con sẽ đi trước Chúa mở lối cho người, bảo cho dân Chúa biết người sẽ cứu độ, là tha cho họ hết mọi tội khiến. Rồi chúng thần David, người đã cho xuất hiện một vị cứu tinh. Người đã phán qua lời ngôn sứ và khương ban tuôn tràn hồng phúc bình an. Chúa cứu dân người thoát khỏi bàn tay quân thù và sẽ giải thoát giúp ta khỏi quân gian tà, chọn bề nhân nghĩa nâng đỡ tổ tiên dân người. Đường dài tương lai nhớ lại lời giao ước xưa. Dòng dõi trung thần David, người đã cho xuất hiện một vị cứu tinh. Người đã phán qua lời ngôn sứ và khương ban tuôn tràn hồng phúc bình an. Chúa đã đoàn thể với tổ phụ Abraham rằng sẽ giải phóng giúp ta khỏi tay quân thù, để đời ta sống công chính trước nhan của người, và chọn đời ta hết lòng phụng thờ Chúa thôi. Rồi trung thần David, người đã cho xuất hiện một vị cứu tinh. Người đã phán qua lời ngôn sứ và khương ban tuôn tràn hồng phúc bình an. Chúa rất nhân từ, hết lòng dù thương dân người, và cho bừng sáng
ánh quang vầng đông huy hoàng, để rồi soi sáng ai sống trong đêm tự thân, và còn đưa dân tới đường bình an Chúa Cha. Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta, Người đã viếng thăm và cứu thoát dân mình từ dòng dõi chúng thần David. Người đã cho xuất hiện một vị cứu tinh, Người đã phán qua lời ngôn sứ và khưng ban tuôn tràn hồng phúc bình an, và khưng ban tuôn tràn.